Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải giếng, đi phải thu, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Món quà thật sự. Hiếu Hiếu, nào cho ba xem tự nó nhận được bao nhiêu tiền lì xì rồi. Đây là tiền lì xì của con, không cho ba xem đâu. Trời ơi, Hiếu Hiếu của chúng ta thành người lớn rồi, có cả kho bạc nhỏ. Hiếu Hiếu, tiền lì xì của con đều là người nhà tặng, sao có thể cất riêng được chứ? Với ba mẹ và người nhà mà còn phân biệt, lâu dần sẽ nảy sinh khoảng cách với mọi người. Dạ đây, thưa ba. Được rồi, ba đùa chút thôi. Con cất ví tiền đi, rồi mua gì đó cho bản thân mình. Vậy con muốn mua máy bay điều khiển từ xa. Được, nhưng mà mua xong rồi phải cho em dân cùng đó. Dạ. Hiếu Hiếu, chúng ta làm người cũng không thể chỉ nghĩ tới mình. Tiền lì xì người nhà tặng cho con là quan tâm con. Con cũng có thể dùng tiền lì xì để quan tâm ba mẹ mà. Chúng ta từ nhỏ phải học được phụng dưỡng cha mẹ, bồi dưỡng tâm hiếu thảo chân thành chứ. Vậy con sẽ dùng tiền lì xì của con để tặng cho mỗi người trong nhà một phần quà nha. Thật tốt quá, em cũng muốn có một máy bay điều khiển từ xa. Bút lông cho ông, nón cho bà, máy bay điều khiển từ xa cho để. Chút tiền này căn bản không có đủ dùng. Ví tiền ơi, ví tiền. Người nói xem, sao trong bụng ngươi chỉ có chút tiền như vậy? Nếu như có nhiều hơn một chút thì tốt biết bao. Ví tiền sẽ có thể tự chạy được chứ? Chắc chắn là tiểu sủng ca dùng pháp thuật lung tung rồi. Tiểu sủng ca, tiểu sủng ca. Hiếu Hiếu, chuyện gì vậy? Có phải anh làm ví tiền của em chạy loạn lên không? Ví tiền gì chứ? Chính là món quà sinh nhật mà anh tặng cho em đó. Ví tiền đó có linh tánh, chắc chắn giờ em nói gì đó khiến nó không vui rồi. Em không có, em chỉ nói hy vọng tiền trong ví có thể nhiều lên thôi. Em không những không cảm ơn ví tiền giúp em bảo quản tiền, còn hy vọng tiền có thể biến thành nhiều, ví tiền nhất định không vui rồi. Tiểu sủng ca, em biết sai rồi, anh giúp em tìm ví tiền về đi, em còn phải mua quà tặng cho người nhà nữa. Mua quà ư? Đúng vậy, ông nội và em phải học cách quan tâm người nhà, cho nên em muốn dùng tiền lì xì của em mua quà lì xì cho mọi người. Thế em hiếu thảo như vậy anh sẽ giúp em, chỉ cần nghe được tiếng còi, vậy vật bị mất của em cho dù ở nơi nào đều sẽ quay về. Cảm ơn anh tiểu sủng ca. Tiểu sủng ca, mau tới giúp em đi. Kỳ lạ thiệt, hình như có ai đó đang kéo đầu còn lại của ví tiền. Bạn là ai? Mình là em bé quà tặng. Cái ví tiền này của bạn chạy loạn trong nhà của mình. Mình vốn đang không vui, nó càng khiến mình bực bội hơn. Thật sự xin lỗi, vì mình muốn mua quà tặng cho người nhà mới làm cho ví tiền tức giận, không ngờ rằng cũng gây phiền phức cho bạn rồi. Mua quà tặng, tất cả quà tặng đều do mình quản. Bạn muốn quà gì, mình sẽ đưa cho bạn quà đó. Bạn cần tiền làm gì? Thật chứ? Đương nhiên là thật. Có điều mình tặng quà nhiều năm như vậy, bản thân trước giờ chưa từng cảm thấy vui vẻ, cho nên mình không muốn tặng quà cho người khác. Đây là chỗ nào? Hiếu Hiếu, Hiếu Hiếu. Em bé quà tặng, bạn mau thả bạn của mình ra đi. Không vui, thế này đi, chỉ cần bạn có thể khiến mình vui vẻ, mình không chỉ có thể thả bạn của bạn ra, còn đưa bạn món quà mà bạn muốn. Đã hứa rồi nha, không được gạt mình. Đương nhiên mình
không gạt bạn. Vậy mình kể chuyện cho bạn nghe nha. Có một con rết con rất là không vui. Rết bố liền hỏi con sao vậy. Rết con bày ra tất cả chân của mình rồi nói, con muốn mua giày. Chuyện này có gì đâu, nó cần bao nhiêu đôi giày, mình đều có thể tặng nó. Vậy bạn đoán xem đây là cái gì? Con thỏ. Vậy còn thế này. Nhàm chán, mình phải quay về đây. Phải làm sao thì bạn mới vui chứ. Sao mình biết được, nếu không thì bạn để niềm vui của bạn ở chỗ mình đi. Đúng, bạn đưa niềm vui của bạn cho mình, mình sẽ trả lại bạn của bạn và đưa quà cho bạn. Niềm vui của mình? Đúng vậy, mình thấy bạn vui vẻ như vậy, chắc chắn không có ít niềm vui. Bạn đưa cho mình liền có thể vui vẻ. Được thôi, dù sao sau này mình có rất nhiều chuyện vui. Nè, bạn hãy trả tiểu sủng ca lại cho mình. Bạn yên tâm, mình sẽ không gạt bạn đâu. Hiếu Hiếu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Là em cố anh từ chỗ em bé quà tặng đó. Anh xem, bạn ấy còn tặng em rất nhiều quà. Nhưng mà... Được rồi, anh mau giúp em cùng mang quà tới, tặng cho cả nhà mình đi. Mọi người nhìn thấy quà sẽ rất là vui đó. Ông nội ơi, đây là bút lông tặng nội. Cảm ơn Hiếu Hiếu. Nội ơi, sao nội lại hỏng vui vậy? Bà nội ơi, nón này tặng cho nội nè, rất ấm đó nội. Cảm ơn Hiếu Hiếu. Để, tại sao em lại không vui vậy? Em cũng không biết, cảm thấy vui không nổi. Tiểu sủng ca, vì sao mọi người lại không vui nổi vậy? Chuyện này anh cũng không biết. Hiếu Hiếu, rốt cuộc giữa em và em bé quà tặng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em ấy lại tặng những món quà này? Bạn nghe nói, chỉ cần em đưa niềm vui của em cho bạn ấy, bạn ấy sẽ đưa anh trở về, còn tặng em những món quà này. Có để niềm vui của mình ở chỗ em bé quà tặng gì đó sao? Hiếu Hiếu, sao con có thể... Hiếu Hiếu, sao em có thể tùy tiện đưa niềm vui của mình cho người khác? Nhưng em vì muốn cứu anh mà. Hơn nữa em cũng muốn tặng quà cho mọi người nữa. Vì sao mọi người đều không vui vậy? Hiếu Hiếu à, con có biết niềm vui đến từ đâu không? Niềm vui bắt nguồn từ cảm ơn. Cảm ơn? Hiếu Hiếu, em nhìn vào đây. Cảm ơn ông. Cảm ơn tiểu sủng ca. Hiếu Hiếu, con xem những niềm vui của con đều đến từ sự cảm ơn của con đối với người nhà. Hiếu Hiếu, cảm ơn và hiếu tâm không cách nào cắt đứt được. Trưởng bối cũng có được niềm vui từ sự cảm ơn của trẻ nhỏ. Hiếu Hiếu, con để niềm vui ở chỗ em bé quà tặng. Đây là tự cất riêng sự cảm ơn của mình rồi. Chúng ta làm sao có thể vui vẻ được chứ? Nội ơi, con hiểu rồi. Tiểu sủng ca, anh có cách nào tìm được em bé quà tặng không? Bây giờ em rất muốn đòi về sự cảm ơn và niềm vui của em, để mọi người đều có thể vui vẻ. Chuyện này, anh cũng không biết em bé quà tặng ở đâu. Đúng rồi tiểu sủng ca, không phải anh có cái còi sao? Nếu tiếng còi có thể gọi ví tiền của em về, không chừng cũng có thể gọi được sự cảm ơn và niềm vui của em về đó. Đúng, không chừng thật sự có thể. Em bé quà tặng, bà có thể trả niềm vui lại cho mình được không? Không vui, niềm vui của bạn cũng không thể khiến mình vui lên. Em bé quà tặng à, em tặng máy bay điều khiển từ xa này cho anh. Anh trả lại niềm vui cho anh trai của em đi. Máy bay này là quà mà anh tặng đó. Những món quà này đều trả cho con. Nội tặng bút lông mà nội thích cho con, để đổi lại niềm vui cho cháu của nội. Đúng. Đồng hồ đeo tay của chú cũng tặng cho con luôn. Kỳ lạ, từ trước đến nay đều là mình tặng quà cho mọi người. Đây là lần đầu có người tặng quà cho mình. Được thôi, nể mặt người nhà của bạn, mình sẽ trả lại niềm vui cho bạn. Nội ơi, ba ơi, cảm ơn mọi người. Sau này không được tùy tiện đưa niềm vui của mình cho người khác đó. Dạ, sau này con nhất định sẽ luôn quý trọng. Mình không có niềm vui của Hiếu Hiếu, ngược lại sao lại cảm thấy vui vẻ nhỉ? Bởi vì con đã tặng cho Hiếu Hiếu món quà thật sự. Món quà thật sự? Nội ơi, món quà thật sự là gì? Con muốn cái này. Con muốn cái này. Con không cần. Con biết rồi. Thì ra trước đây quà con đi tặng đều là thỏa mãn ham muốn cá nhân trẻ nhỏ, cho nên con cũng cảm thấy không vui. Con trả niềm vui lại cho Hiếu Hiếu
là đang giúp Hiếu Hiếu bồi dưỡng hiếu tâm. Hiếu Hiếu sẽ cảm ơn con. Con cũng có thể có được niềm vui mà. Ông ơi, con cảm ơn ông. Cuối cùng con đã biết nên tặng quà thế nào cho các bạn nhỏ rồi. Cũng biết làm sao mới có thể vui vẻ. Con sẽ phải đi tặng niềm vui và sự cảm ơn cho tất cả các bạn nhỏ đây. Tạm biệt. Em bé quà tặng, tạm biệt. Con đi mua quà cho mọi người đây. À, Hiếu Hiếu, không cần đâu. Niềm vui của con chính là món quà tốt nhất của mọi người. Dạ, vậy con quyên góp tiền cho công trình Hy Vọng để càng nhiều bạn nhỏ được cảm nhận được niềm vui nha. Ê chà, Hiếu Hiếu nhà chúng ta thực sự trưởng thành rồi. Tốt quá. Cũng mệt mỏi hơn nửa ngày rồi. Đi, nội nấu món ngon cho mọi người. Nội ơi, để con giúp nội. Mẹ, con cũng đến giúp mẹ một tay. Các bạn nhỏ ơi, mỗi một thứ mà chúng ta có được kỳ thực đều không rời khỏi sự quan tâm và giúp đỡ của người nhà. Cho nên chúng ta không thể có cách nghĩ cất riêng, mà phải mang tâm cảm ơn, nói tiếng cảm ơn với mỗi người trong nhà. Như vậy, không chỉ bản thân mình vui vẻ mà cũng mang vui vẻ đến cho người nhà.